Xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là máy giặt lông đứng Copper. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Thông số kỹ thuật của sản phẩm: lồng giặt crypto bằng thép không gỉ, vận hành êm ái, không rung lắc, mâm giặt 6 cánh đánh bật vết bẩn. Hệ thống 3 luồng nước giặt sạch không bị rối, chế độ tự động làm sạch luồng giặt. Thiết kế hiện đại, chương trình giặt 7 chương trình, chất liệu cửa kính cường lực, tốc độ vắt tối đa 700 vòng trên phút, tự động khởi động lại khi mất điện, thực hiện tiếp tục các bước tiếp theo của quy trình giặt cũ, nhận năng lượng 5 sao. Kích thước tổng thể: chiều rộng 515 mm, chiều sâu 525 mm và chiều cao là 920 mm. Bảo hành chính hãng 24 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, bảo hành 12 năm cho động cơ, sản xuất tại Copper Thái Lan. Máy giặt Copper là sản phẩm máy giặt 2021 mang thương hiệu Copper, có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Dòng máy giặt Copper lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam với nhiều điểm nổi bật về công nghệ và thiết kế. Máy giặt Copper có thiết kế hiện đại, bảng điều khiển tiếng Việt dễ thao tác. Bảng điều khiển trên máy giặt Copper có thiết kế dạng nút bấm tiếng Việt rất dễ sử dụng. Thao tác: phần cửa máy làm bằng chất liệu kính cường lực, giảm chấn bền bỉ, hệ thống Fuji Prolix. Trên máy giặt cửa trên Copper này giúp máy tự động xác định khối lượng quần áo để tính toán, điều chỉnh lượng nước tương ứng, từ đó tiết kiệm nước và điện năng hơn mà vẫn đảm bảo hiệu quả giặt sạch. Mâm giặt 6 cánh trên máy giặt Copper với tốc độ vắt 700 vòng trên phút sẽ đánh bật những vết bẩn cứng đầu nhất như vết dầu mỡ, cà phê, bùn đất. Hệ thống 3 luồng nước mạnh mẽ trên máy, chiếc máy giặt lồng đứng Copper duy trì sự mạnh mẽ từ 3 hướng, từ trên xuống, từ dưới lên và luồng nước xoáy hai bên, đảm bảo quá trình giặt sạch cũng như hạn chế sự xoắn rối đồ giặt tiện ích. Máy giặt Copper thiết kế lồng giặt bằng thép không gỉ với nhiều lỗ thoát nước nhỏ, có đường kính chỉ 2,4 mm, thiết kế gờ nồi dạng tinh thể pha lê kết hợp lỗ phun nước, mang lại hiệu quả giặt sạch tốt hơn. Sử dụng động cơ tiêu chuẩn trong vận hành cho máy giặt vận hành êm ái, không ồn, không rung lắc, mang lại sự yên tĩnh tối đa cho người dùng, phù hợp gia đình có người già trẻ nhỏ. Với tính năng tự động vệ sinh lồng giặt sẽ tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho người dùng. Theo đó, sau quá trình giặt, máy giặt Copper sẽ xả những luồng nước cực mạnh để làm sạch cặn bã bên trong máy. Chúng tôi cam kết sản phẩm 100% chính hãng, nguyên đai, nguyên kiện, bảo hành chính hãng, vận hành lắp đặt uy tín, nhanh chóng, dịch vụ sau bán hàng tận tâm trách nhiệm. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.